Lô điện Nanomax RO909i, độc quyền tại điện máy 369 và trên thị trường không có. Vậy con lo này nó có gì đặc biệt? Bây giờ cùng mình tìm hiểu chi tiết về con lo này ha. Video này nó sẽ hơi dài nhưng mà nó sẽ đầy đủ thông tin chi tiết để anh em có thể là xem được cái con lo này nó đặc biệt như thế nào và có đáng để sở hữu hay không. Rồi, về ngoại hình thì anh em cũng có thể nhìn thấy là ngoại hình của nó rất là sang xịn mịn, đẹp dã man luôn. Đúng là Nanomax thiết kế cho anh em được một cái ngoại hình nhìn con lo là thấy muốn hét liền rồi. Mắt hét lắm rồi đó. Rồi, được trang bị cho anh em cái màu xám xi măng, một cái màu hot trend của năm 2023. Và cái màu hot trend này hiện tại đang có rất là nhiều ở trên những cái xe máy cao cấp, phiên bản giới hạn đặc biệt gì đó nè. Đó, màu xám xi măng đây. Và con lo nó cũng có những cái phiên bản màu sắc rất là đẹp luôn. Đi kèm với màu xám này anh em sẽ có một cái chữ Nanomax được ốp cái miếng nhựa ở đằng bên trong lật ra ha. Nó làm nổi bật cái logo Nanomax lên. Đó, và khẳng định đây là một trong những cái thương hiệu mà nó chất lượng trên thị trường rồi. Tồn tại trên thị trường từ năm 1992 tới bây giờ là cũng khoảng 32 năm rồi anh em. Quá là dữ luôn đúng không? Đó. Rồi, Nanomax RO909i chỉ có tại điện máy 369 thôi, còn bên ngoài thị trường là không có chỗ nào mà có được cho anh em cái mã này đâu nha. Đó. Rồi, đó về ngoại hình. Ngoại hình ở trên này á thì anh em sẽ có thêm được một cái ngoại hình nhìn nó đẳng cấp, nó pro, nó chuyên nghiệp rất là nhiều. Đó, một cái ốp gỗ màu xám này, màu xám lông chuột quá, xám đậm hơn. Màu xám lông chuột được ánh kim tuyến lên nè. Quá là tuyệt vời luôn anh em ạ. Rồi điểm nhấn vẫn là 8 cái con ốc ở đây, nó làm cho cái con lo của anh em nhìn nó cứng cáp hơn, nó nổi bật hơn. Và ốc này ốc lục giác nha, nhìn rất là này, hiện đại, nó không có bị thô. Rồi, kèm theo nó là anh em có họng cái chép array. Thay vì ở ngoài thị trường nó sẽ áp cho anh em là họng chép classic bình thường thôi, mà ở đây họng chép array. Và array này cũng khác nữa, nó được sơn đen bóng ha. Nó làm cho con lo của anh em nhìn nó cứng cáp hơn và nó hiện đại hơn rất là nhiều. Rồi, kèm theo nó anh em sẽ có 3 cái thớt ở đây. Mình hay gọi là cái thớt chứ hiện tại ở đây là mình sẽ nói thông thường dân kỹ thuật người ta hay nói là những cái con đẩy nè, những cái con van số nè, hoặc là những cái thớt micro. Mà gọi thớt là nói chung là anh em cũng biết rồi, một thớt, hai thớt, ba thớt, bốn thớt gì đó. Đó, thì lo điện là sẽ tính theo thớt, số lượng thớt. Ở đây lo điện này được trang bị em là ba thớt với một cái thớt rất là ấn tượng ở đây là cái thớt micro. Mình ấn tượng nhất ở đây là cái thớt micro với cái độ bắt sóng micro là nó rất là xa và ổn định. 100m là vô tư với cái con lo này. Và cái thiết kế độc quyền và độc đáo của Nanomax là đưa cái anten này ra ở lên trên để giúp cho anh em có được là một cái độ bắt sóng xa hơn, ổn định hơn rất là nhiều. Đây, cái micro của nó đây. Nhìn cũng xịn nữa nè. Đó, nhìn cũng xịn nữa, micro Nanomax. Bằng kim loại nha. Cũng khá là nặng tay, chắc tay, và cầm cái micro này thấy là cũng mắc hát lắm rồi đó. Micro này được cái là nó có thêm một cái tính năng thông minh là khi mà anh em mà mở lên rồi anh em để im một hồi là tự tắt, tiết kiệm pin ha. Đó, rồi cái đó mình tính sau đi. Rồi, tiếp theo về cái mà làm nên cái tên tuổi cũng như là cái chất âm của con lo này, trái tim con lo nằm ở cái thớt vang số ở đây. Được trang bị cho anh em một cái thớt vang số với cái nhiều tính năng thông minh, đặc biệt nhất là cái có thể điều khiển từ xa bằng cái remote đây. Một con lo mà có thể điều khiển từ xa bằng cái remote là mình thấy hơi mê rồi đó. Trên remote này anh em có thể là chọn chế độ nè, mode 1, mode 2, mode 3, mode 4, rồi chọn cái đầu ngõ vào input, rồi có thể tăng giảm gọi là cái tông của bài hát, tăng giảm tông bài hát rất là hay ha. Rồi điều khiển anh em được là độ lớn của mic, điều khiển được độ lớn của nhạc và điều khiển được cái độ lớn của cái effect là cái nút này đây, hiệu ứng của âm thanh đó. Rồi cái hớt micro này ngoài cái việc mà được điều khiển từ xa bằng remote thì anh em có thêm được những tính năng như là kháng hú tốt nè, rồi tính năng mà giới hạn âm lượng tối đa của một cái ba cái nút ở đây để giúp cho khi mà anh em á mình có lỡ vặn cái này nè mà mình không biết mình vặn quá thì nó không có vượt quá cái giới hạn an toàn để giúp cho anh em có được con lo nó bền bỉ hơn rất là nhiều đó. Rồi cái tiếng reverb trên cái hớt micro này, trên cái hớt vang số này nè, nó cũng rất là sang, được cập nhật phần mềm mới nhất của năm 2024 và được cân chỉnh những cái giải âm tầng làm sao cho nó thật sự nó hay đó. Thì cái con vang vang số này nó là một trong những con vang số mà nó hiện đại nhất của nhà Nanomax rồi đó. Cái cuối cùng vẫn là cái thớt đẩy. Quyết định công suất của con lo lớn hay nhỏ là nằm ở cái thớt đẩy này. 1800W trên một kênh, hai kênh là 3600W, 36 sò đến từ Toshiba Nhật Bản. Là đây là con đẩy Clutch H ha. Thì F36 con đẩy này nói chung công suất nó cũng khá là lớn nè. Ở đây thì cái công suất thực của nó thì mình bao nhiêu không biết, nhưng mà công suất này nhà sản xuất người ta công bố là 1800W trên một kênh, hai kênh là 3600 là công suất cực đại đo không tải. Ở đây nó ghi nè, 3600W trên mát nè, công suất cực đại đo không tải nè. Đó, thì công suất mà khi có tải ra bao nhiêu thì mình không biết nha. Thì Nanomax người ta công bố như vậy thôi. Đó, rồi gần như là chi tiết về cái ngoại hình cũng như là những cái gì lắp đặt cho anh em rồi. Còn bên trong cái cấu hình của nó như thế nào thì mình sẽ công bố cho anh em nè.
sở hữu cho anh em một cặp bass 4 tấc con 75 từ 190 sườn nhôm đúc luôn, để giúp cho anh em có được con lo nó chất lượng hơn rất là nhiều. Bên trong đằng sau con bass này vẫn có phân tầng đầy đủ cho anh em, bản phân tầng rất là to ha, chắc to cỡ hơn bàn tay mình xíu, hơn bàn tay mình xíu đó. Rồi có bông tiêu âm là đầy đủ luôn. Ở đây mình có con lo khui ra rồi nè, đó bông tiêu âm gắn dày như vậy nè, nano mắt rất là chỉnh chu cho anh em từng cái nhỏ nhỏ luôn nha. Đó rồi lên trên này anh em sẽ có được một cái cặp chép 450 từ rất là dày, một sự kết hợp độc đáo giữa từ thường và từ neo, mang lại cho anh em một cái con chép có cái chất lượng hơi bị đỉnh luôn. Đây khác với những con chép khác trên thị trường ha, từ neo là neo khối đây nè, đó không biết nó có nhiễm từ hay không, chứ ở đây mình thấy nhiều anh em là mình đưa cái này lên mình nói từ neo kết hợp từ thường, người ta chửi mình quá trời luôn. Có thể là cái công nghệ này là công nghệ mới hay là như thế nào đó thì Nanomax người ta cũng đã công bố, mình chỉ biết như vậy thôi đó. Thì con chép này sẽ mang lại cho anh em tiếng chép rất là sáng nè, đó họng array nữa, phóng tiếng rất là xa, nhìn cái họng chép hồi là chất lượng rồi đó. Rồi đó là những thông tin cần biết về cái con lo này, để ngay lại đi đây đó, những thông tin cần biết về con lo này. Bên mình vẫn đang có hỗ trợ trả góp toàn quốc cho anh em luôn. Đến với cửa hàng thì anh em có được là chính sách trả góp 0% trả trước cũng như là 0% lãi suất luôn. Anh em nào quan tâm về cái mẫu lo độc quyền tại điện máy báo chính và của hãng Nanomax này thì có thể là để là bình luận bên dưới hoặc là ở ơi liền cho mình để được tư vấn chi tiết hơn về cái con lo này nữa nha.